mà đi làm vậy cực kỳ lắm. Mà còn thanh niên nữa đúng không? Chủ cả nữa, mang tiếng chủ cả mà làm vậy sao được. Chứ bây giờ ví dụ như có bên có bán kẹ bèo nữa anh cũng không mua. Chứ cua thì ở đâu cũng có đúng không? Cả mang thua là cái tình. À, đây là anh đi xong chỗ này muốn tìm anh Hoàng để nói chuyện. Đây là nói anh Hoàng có muốn gì tìm cái địa chỉ đó hả? Nó dù trời mưa nhưng mà nhiều khách hàng vẫn cố ngồi đợi để mua bằng đường cua của dì Ba. Đó. Đó. Rất là đông khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là chiếc xe 4 chỗ của chú đúng không? Đó, ngoài khu vực tới Lý Tập Thự nè. Mọi người đến quá đông nên khiến cho mọi người tắt nhẹ. Mục đích của công an phường là không phải đuổi gì ba nha mọi người, là giữ cái trật tự trong cái con hẻm này thôi, như là tình trạng kẹt xe rồi thôi. Lựa
Chú nghĩ thì sao? Chú thấy như thế nào? Thấy không có hại. Thấy không có hại là gì? Dạ. Không, thì ông hại cái lý cái tình chứ không? Người Việt Nam mình cạnh tranh với bà già hả? Ừ. Này là anh đi xong chỗ này muốn tìm anh Hoàng để nói chuyện.